Xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì hai anh em cũng đang có mặt tại khu của ba anh em mồ côi, em Sinh và em Mai á. Còn cái đứa nhỏ thì trước chưa hỏi là không biết là tên gì, tuy nhiên là cũng vào đây. Thì hôm trước cũng nghe em Sinh, tức là cái em trai á, cũng có nói là ở trên này cũng có một cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố thì mất rồi, mẹ thì cũng đi lấy chồng rồi, bây giờ ông bà là cũng có tuổi ấy. Ông là có bị hình như là đau chân. Ấy, còn bà thì một mình thì cũng có tuổi, không nuôi nấng cũng như là không đủ sức lực để đi làm cho hai đứa cháu cũng như là phụ giúp gia đình này, rồi là mọi cái ở trong gia đình. Đấy. Ôi, không biết có mở cửa mà. Em Sinh ơi. Em Sinh ơi. Ở Mai, nhà trên à? Hôm nay làm gì về? Hôm nay mới chỉ lò. Chào hai anh em nhé. Đang ngủ à? Hát chụp là hôm nay chắc là được bữa không đi hộ bà con nữa à? Chị mình đó là chồng bác cử đó. Ý gì này? Chị mùa á? Cha cu à? Vâng, em Xín cũng bảo là làm nóng quá, đi trồng ngô thì bà con giờ này cũng không trồng ngô nữa ấy. Thật sự là thưa tầm này cô... trồng ngô thì cũng sợ ngô hỏng hết đấy. Đúng rồi. Thật sự thưa cô bác là ở bên trong nhà của MC thì cái thương phim trước thì cũng đây dậy đi cũng đã chia sẻ cho cô bác biết một lần rồi, hai anh em là cũng không có cái gì để ăn. Em Xin thì có lớn tuổi hơn và cũng đi hộ cô bác hàng xóm để trồng ngô đổ đấy bữa ăn cho ba anh chị em. Em Út thì em bảo là đi học rồi nhỉ, thế hôm nay không về nữa à? Nó chỉ tao ló rồi à? Chỉ tao ló á? Em Út thì cũng chưa về. Còn ở nhà thì cả hai anh em thì cũng nương tựa vào nhau để những cái bữa mà có bà con cô bác ở trong hàng xóm có nhờ giúp ấy thì mình mới đi giúp, còn không thì mình cũng không biết làm gì, bởi con vật nuôi là mình cũng không có. Vào đây vật nuôi thì cũng không có. Thế là nhà, thế nhà mình có nương giấy để làm không? Nên lúc trời bố mua té của té thế này, bố mua té cho bố cửa té có một ít quay quanh đấy đi á. Thật sự là em trai cũng bảo là có một ít nương quanh quanh ở đây, tuy nhiên là cũng không trồng được bao cân giống cả, bởi mùa này cũng khô quá. Mà hai anh em thì cũng có tiền để đi mua giống ngô này, rồi là đi mua phân đạm về bón cho ngô. Đấy, phân chuồn thì không có vật nuôi là không có rồi cô bác. Vậy ở trong này thì cũng rất là ít hộ gia đình, thế là cũng không đi xin được phân ở đâu. Các hộ đấy thì cũng chỉ nuôi bò để đủ lấy phân cho gia đình thôi. Thế hôm trước em bảo là có mua hai ông bà ở trên này nuôi hai đứa nhỏ một côi là ở trên này hay ở đâu? Có thời gian là nhất là nhất là thừa nhất là nhìn hả? Chơi một chiều bà ta. Ấy thì em đưa anh đi thăm ông bà cũng như là thăm hai cháu nhỏ một côi nhá, tí về nhá. Đâu đi, thế đi qua đâu? Bếp có tiền mà. Đi một tí. Có tiền đi mua. Qua đường bên này. Được rồi. Được rồi, đi. Vâng. Có phải lấy cái gì không? Ngã chỉ một ngày. Ngã tỉnh. Đâu, cầm cái gì đấy? Cần điện thoại. Điện thoại à? Vâng. Điện thoại xịn thế. Được rồi, đi nhỉ. Thế mai ở nhà nhá. Thì các anh về xong em Xính về sau nhá. Anh mượn anh Xính một tí. Thật sự là cái ngôi nhà đây của ba anh em thì cũng sơ sài quá cô bác ạ. Lá dành này, rồi là bưng những cái tường bằng cái vách tre vách nướng đan xe ké với nhau. Còn đây là chắc là cái củi mà hai anh em đi lấy về cho gia đình. Đây, dọc như thế này mà trước bố mẹ cũng đào được cái nền nhà. Thật là những cái sức người làm thôi. Đây không có máy xúc vào được đây cả cô bác. Đấy, những cái đá này đã chìm. Thật sự mà đào được cái nền này là cũng rất là vất vả đấy. Đá này bây giờ là đào không được nữa. Không được nữa. Mà mình đập cũng không vỡ cơ. Đập khó lắm. Đấy. Đây, nếu mà đập thì chắc ngày trước là bố của cháu là cũng có đập luôn rồi. Vâng. Thế có xa không em? Nhà của hai ông bà có xa không? Nhấp bố thử. Nó nằm nhìn hả? Trên này cô bác. Đi theo chân của em Xính đi thôi. Chứ thật sự là anh em mình cũng đây là lần thứ hai vào rồi, chưa biết đường ấy cô bác. Lần trước thì đi mò tích ở dưới sông lên, còn bây giờ lại biết nhà em Xính rồi, tiếp tục nhờ em Xính. Đây cô bác đây, ở khu này thì hiện tại là bà con đã trồng toàn bộ
thay đổi cây trồng hoặc là cái cây sắn hết được đây này. Đấy, một số cây đã mọc ở đây này. Đấy. Rồi với cái địa hình ở đây như này thì đây là các bác đây. Nhìn như thế dã man chưa? Một phát là xuống đến tận dưới cái sông dưới kia luôn rồi. Đồng hồ dưới kia luôn. Đây, đấy. Cái này mà nhổ sắn không là lăn xuống nhỉ? Vâng. Cho bao tải lăn xuống đỡ phải. Cả năm là trên này cũng chỉ có làm như vậy thôi thật. Bởi vì gần bờ sông vậy độ dốc rất là cao. Nhưng mà chở bàn xe máy thì khó mà chở hết xuống dưới kia, đường thì bé khoảng 40-30 cm gì đó. Đường đây là toàn đường cua tay áo này, lại còn rất là dốc như thế này. Này thì vận chuyển trồng cây được cây sắn mà cần mang sắn đi bán là cũng là một cả một cái vấn đề rất là nan giải. Mà một khi người ta đã thu mua lên tận trên cao như thế này thì người ta sẽ mua với giá rất là thấp. Nên là những đồng bào ở trên núi cao như thế này thì gọi là thiệt đơn thiệt kép luôn. Đây cô bác, vào đến đây thì cũng thấy cái nguồn nước của bà con ở trên này này. Có một cái vòi cán thản ở cái hố mà đầu trong kia ấy. Không biết trong này có nước không? Khả năng như ngày mưa là cũng tích tụ được nước, nhưng mà như ngày mà không mưa nữa thì sẽ đi lấy nước ở đâu ấy cô bác? À có một tí. Chảy tí tí này nhỉ? Vâng. Này. Ô, mà mấy cái này là bụi với là trứng ếch thì thôi mà nhỉ? Hả? Trứng ếch ấy. Này á? Phải không? Phải à? Ô, thật sự là bà con ở trong nước này. Nước chảy có tí tí này chứ là vâng. Ẩm thôi chứ không phải là nước đấy. Nước ngầm chảy đâu. Cái nước này là nước tích tụ, nước mưa. Đấy. Đây này. Ở đây này có bác này. Có một tí tí này này. Này, này thì... Để bên này khô cong luôn này. Cái này kiểu giò dỉ thôi. Giò ra thực tí một thôi. Vâng. Đã man thật. Như này thì... Như này thì 2-3 nhà làm sao mà đủ dùng nhỉ? Đấy. Nước sông dưới kia thì có nhiều rồi. Đúng rồi. Nhưng mà... Làm sao mà... Đi xuống lấy... Đây ở đây trồng cái đố gì nhỉ? Sẽ đỏ đỏ xanh đấy. Ở trên này có mái nhà gì? Sao một trò chơi à? Ố chơi chưa? Ở trên này có hai nhà thôi. Cho nên là nước ít thì vẫn đủ để sử dụng. Tuy nhiên là nếu mà không dự trữ có cái bể hoặc cái thùng phi thì cũng không đủ đâu cô bác. Bởi cái này là thiếu cái gì thì được, nhưng mà thiếu nước một phát là không ăn được, không nấu được. Đấy. Ở trên đây là một cái một cái đồi cao rồi. Ở đằng sau này là cái có nhà ở không xí? Trong này có thôn hoặc là có nhà ở gì không? À, trên kia không có nhà ở á? Đi lên nữa, vẫn còn đi lên nữa. À, đi theo đường này đi. Họ. Bà con. Chuối. Các bạn đổ mưa đá, đổ mưa đá đổ hết rồi. Cho nên rau lò nào lò chua lo rồi đó. Bạn ơi, xem con kia giúp tớ với nhá. Thế đêm nếu cái nhà đây à? Thấy em xin đi vào trước rồi các bác. Bảo là ngang con chó mà chạy đi vào nhà trước rồi. Có em bé nha, cho kẹo cho cháu đi. Vâng. Này, vào nhà đấy, nó trên đi, nó trên phách thang hả? Nhá trên là... Con chào bà nhá. Ồ, tủ tú xanh đi lò. Tủ ní. Ồ, tủ nét tủ lò. Ồ, vẫn còn một con bạn này, còn con nhỏ thế à? Đấy, con út kìa. Con út à? Bạn này bao nhiêu tuổi rồi? Ồ, trẻ xong rồi. Cái xong. Cậu xong. 10 tuổi. 10 tuổi à? Đấy. Con học lớp mấy rồi? Ơ cật. Hả, học lớp 5 rồi à? Đi học ở tận đâu, con đi học xa lắm không? Hả? Không. Không à? À. Vâng. À, được rồi, vào đây. Vào đây cho kẹo. Đó, vào tân đi. Này mẹ, nào. Đó đi. Đó. Đó là cái thằng. Mẹ nói đi mẹ.
À, thế cái bạn này tên gì? Nìm bê chạ. À, thế bà hai bạn mồ côi là đây à? Đây, hai bạn. Đây bạn này với này bạn này đây à? Vâng. À, thì nên Dũng là. À, bạn này tên Dũng. Dũng. Vâng. Thế các bạn này tên là gì? Tên Và. Và. Vâng. Em ấy. Mẹ ơi, này này này. Con đã là mất thằng rồi mẹ. Tôi nên mẹ ông nhà con thằng bé chỉ thế. Sử nè. À, Sử là. Sử à. Bạn này là Sử ở đâu lúc nào mà nhỉ? Vâng. Đâu cho hai bạn này ra đây xem nói chuyện. Nên là tận đi không? Bạn ba ra đây xem nói chuyện tí. Vâng, là giáo nghiệp vào. Giáo nói mình gì á. Ô thế bố mẹ của hai bạn này thế là bảo là bố bạn này mất hay như nào hả bà? Ô tụi này là chi bông rồi. Ô tụi chi bông rồi mà, nè mù yếu chi thế, chi mù nè, chi mù chi tà nè, chi tụi nè. Ồ, nè thế chi dù tao tụi thế? Dù tao tụi thế. À. Vâng. À, cái này là hai bạn này là bố mẹ đẻ được hai bạn thôi. Bố thì mất rồi. Còn là mẹ thì đi lấy chồng hai rồi. Mẹ bây giờ lấy chồng mới. Chồng mới rồi. Hiện tại là ở với ông bà. Ở với ông bà. Đấy. À, đây là ông bà nội à? Hay là ông bà đây ngoài? Đây là ông bà nội. Ông bà nội luôn. Ừ. À. Thế là bố mất lâu chưa hả bà? Ngáo tụ chi một bông thật thế. Tao cho xong. Đi tao xuống nét tao xuống xài nữa. Được à. Hơn 2 năm rồi, gần 3 năm. Gần 3 năm. Ở trong xài mà. Thế lúc bố mất thì bạn này trẻ nhỏ lắm à? Thật thì gì bao giờ tụi mình mẹ qua hay mà. Tụi này ta bắt thẳng được à. Lúc bố mất thì chưa biết nói. Chưa biết nói lúc đấy thế khoảng tầm hơn 1 tuổi mua y y sống tao nhá này nhỉ. Thật thì tí tụi là mua sống này nên bắt sống đó. Ờ. Thế là mất đúng rồi, gần 3 năm. Cũng gần 3 năm rồi. Đấy. À. Thế tội quá nhỉ, tiếp bây giờ là ở với ông bà. Mà theo như anh em chú cháu được biết ấy, thì là bà ngoài nuôi hai cháu nhỏ thì còn một cậu con trai là cũng đang học lớp 5 nữa. Tầm tuổi đấy là cũng không làm được gì cả. Đúng, còn đúng thêm rồi. Nữa là nuôi một người, tức là chồng cũng ốm đau bệnh tật nữa. Đúng rồi, ông nội của hai cháu nhỏ này. Ừ, ông nội cũng ốm đau bệnh tật nữa là một mình bà, là một thân một mình là lo càng đáng gia đình, gọi là trụ cột chính cho gia đình đấy. Vâng. Yeah. Vâng. Lo toan việc nhà mọi cái luôn. Thế bà ơi, thế bây giờ bố của các cháu mất đi thế này thì hai bạn này có cho đi các cháu đi học nữa không? Ừ, nửa chi thế niệm cả chi bóng tả thế niệm mù yêu chi tả này nếu bố chồng gạo tụi mù cần tao nè. Ừ, thì lá chỉ tao yêu ô tông tao tả cho từ lúc sáng đi lá sơ tả cho anh chị mà tí cho tụi mù cả. Tụi nè, mà tụi mất trả xong nè. Tụi mất trả xong nữa. Mà tụi nè. Tụi mất trả xong mà. Ồ. À. Ở bên này cho nên là chỉ phúc cả. À, ở bên này thì theo ý của bà nói thì bên này cũng đợt vừa rồi thì cho đi học nhưng mà bên nhà trường cũng bảo là phải hè năm nay. Tức là đủ một cái một phát là đi học lớp 1 luôn. Đấy, đúng rồi. Là đi. Không được học mẫu giáo. Vâng. À. Hay là đi vẫn đi mẫu giáo lên chứ nhỉ? Chắc là gọi là bất đồng ngôn ngữ xong là gia đình cũng không hiểu thì nhỉ. Đúng rồi, chắc thế thôi. Ừ. Đấy, còn hai đứa này ở với bà, xong rồi lúc bố mất thì còn nhỏ quá, chưa khai sinh. Thế là bà phải đi khai sinh cho từng đứa một. Thế bạn này là có mỗi 3 tuổi này, cô bác này. Vâng. Đấy, còn bạn này là được 6 tuổi rồi. 6 bây tuổi. Giờ là, thế cũng mồ côi từ rất là nhỏ rồi. Vâng. Cứ bố mất một cái là mẹ là cũng không quan tâm mà đi lấy, đi lập, à gọi là đi tìm hạnh phúc riêng của mình. Vâng. Bỏ lại cho các con thơ ở với ông bà như thế này mà. Đây, ông là đây à, ông... Ừ. À, nì à, nhìn mô nì lò. Ồ. À, tức là đau bụng và đau chân. Đau chân. Đấy. Đau cái xương gối mô mô bó là chả tên á. Chả nì nà, tô nà, ôn tù nì nà. À. Ở đây mùi tàu xe ớt xe kê chế, mùi tàu xa xa ngon ngào, chì tàu chì mùi xe tàu trộn à. Ừ. Thế đi khám bác sĩ bảo gì, có đi khám chưa? Nên nếu mùa khá hỏi dí xanh thì hả chả? Khá dí xanh thì mua bất xá này. Mà là đau xương. Xương khớp hay là như thế nào ấy chứ? Hay là nếu, nếu mà đau cả xương ấy thì... Hay là tủy gì? Tủy xương ấy, xương. Đau cái tủy kia. Hay là ở cái gì nó bị liên quan đến tủy hay như nào ấy chứ? Vâng.
mà thêm nữa bảo là ông là bị đau bụng là như nào? Nhau nếu ông lúc lan được phải mót thì chả này. Mà cho cô tao cho cô như thế này Dương ạ, tức là đi vệ sinh không được cả một năm rồi là không đi vệ sinh được. Còn lúc mà cả một năm nay là không đi vệ sinh được đấy. Còn lúc mà tức là đi nặng hay nhẹ? Đi nặng cũng thế và đi nhẹ cũng thế. Đi ỉa đấy, kiểu thế. Hơi thô một chút nhưng mà đấy, thật đấy cô bác, tức đấy, là không đi được luôn, không đi đại tiện được ấy. Đúng rồi, xong là bị một năm rồi. Còn thêm nữa là hai cái chân cũng đau đó đấy. Ồ, thế nhưng mà như thế cho cháu hỏi một tí, thế bây giờ đi đại tiểu tiện không được như thế này thì có ông ăn vào thì như nào, tiêu làm sao được? Nhớ lý ăn nó mỏ mồ chè ý là chỉ sót đi nó mỏ mồ mà thế nó đi bảo thế bên đi bảo thế đi gì mà xong nhớ cháu ý là cháu con đây là không tìm mồ lấy con là lấy mà xong nó cho mồ mồ tử phải nó ta tức là bảo là đi đính dán thôi, cũng vệ sinh không có phân. Đấy, chỉ có xì hơi thôi. Xì hơi thôi. Và ăn lúc... ăn thì ăn cũng ăn được ít một tí xong là cũng không biết tiêu đi đâu. Đúng rồi. Chỉ có xì hơi được thôi. Đúng rồi. Và lúc cảm thấy mà no quá không tiêu hóa được ấy thì giống như bà lúc nãy bà cái gì ấy? Chỉ là hơi đúng không? Đúng rồi. Ôi trời. Đấy. Cả một năm nay như thế thì và hai cái chân thì cũng không cởi động được. Bây giờ mà cũng không có vệ sinh nữa cơ, không đi vệ sinh không ra nữa cơ. Tức là không đại tiểu tiện được. Đúng rồi. Cả một năm nay. Vâng. Nhưng mà thế cháu hỏi một tí, thế gia đình đã đi khám bác sĩ bệnh viện chưa? Nên này một khó y sinh hay chả? Khó y sinh hay mà phát xà hoa thế mà mất điểm mà. Plan đi. Tức là đi vào bác sĩ ở bên này ấy, thì cũng có đi khám rồi, thì bác sĩ cũng có bảo là trong người thì không làm sao cả, nhưng mà ông bà bảo là ông bà cũng không biết tiếng, không nghe được hết những cái là lời nói của bác sĩ. Có người bác sĩ thì cũng biết tiếng Mông nhưng mà cũng không dịch được hết cho ông bà ấy. Nói chung là bất đồng đấy, ngôn ngữ này, không hiểu đấy. Đấy là nỗi khổ của cái việc là không có học hành đấy. Đúng rồi. Khổ thế nhỉ? Thế thì... Xong rồi vừa nãy bà cũng có nói bà là bây giờ thì còn hai cháu nhỏ. Trước con trai thì cũng bị gọi là đau bụng. Ấy thật tụ tú đòn thấy nhỏ ở tụi mình tú thì gì thì mô pla thế hả? Mô pla đây mà chỉnh mô pla mô ông kia mô pla mà từ nãy mô pla mà mô pla thế nữa. Trước là khi con trai của hai bố của hai đứa cháu này cũng bị đau bụng nhưng mà bị phù nữa đấy, dạng như là em nô ấy. Thôi như kiểu đau, nhưng mà nô có bị đau bụng đâu đấy. Nô không bị đau bụng. Còn bố của hai đứa này là đau bụng này, rồi là tức ngực. Tức ngực, phù nữa. Đấy, phù nữa. Hay là như kiểu gen di truyền nhỉ? Không biết được. Cái này bây giờ mình không phải là người trực tiếp đưa đi là khó lắm. Đúng rồi. Còn mình phải được ở bệnh viện, mình nghe kết quả của bác sĩ thì mới rõ được cơ. Chứ bây giờ, thứ nhất là đã gia đình nghe cái lời của bác sĩ đã bất đồng ngôn ngữ từ đấy rồi, bây giờ lại kể lại với mình một lần nữa thì chắc chắn là nó cũng sẽ không như thế rồi. Vâng. Đấy. Còn bây giờ thì còn mỗi bà một mình, bà nuôi ông liền giường này, rồi là nuôi hai cháu nhỏ, cộng thêm con trai út đó nữa, là cả nhà là có 5 thành viên, tức là có 5 khẩu thì có 4 thì không làm được rồi. Còn mỗi bà thì bà cũng bảo là thời gian này thì cũng hết ngô rồi ấy, không có cái gì để ăn nữa rồi. Đấy, gạo ngô rồi là năm ngoái thì mất mùa nữa, nên bây giờ là kiếm cũng giống như là em xính hay anh em là cũng đi hộ bà con xong rồi kiếm được bữa nào ăn bữa đấy. Thế là một mình đi đổi công để kiếm mình ăn cho năm cái miệng. Đúng rồi. Và bà thì cũng có nói là mình đi làm một ngày trời thì lấy được một ít mèn mén lấy về nấu cho cả gia đình ăn. Cả gia đình ăn đấy. Đúng rồi, để qua ngày. Nhưng mà mỗi một ngày đi làm thì lấy được
trên này thì khoảng độ hơn 2 cân gì đấy, mềm mén. Đây cô bác, khi mà nói đến đây thì anh em chúng cháu cũng thấy là phía bên trên trên gác đây này, là hiện tại thì cũng không còn một cái gì nữa rồi, trống không luôn cô bác. Đây này, bên đấy, chỉ có những đồ đạc linh tinh thôi. Ngôi nhà thì phía bên trên cũng nhìn thấy là còn nhiều tấm lợp là cũng đã bị vỡ, nứt vỡ hết rồi. Vâng. Bên xung quanh thì toàn bằng những cái vách nứa này thôi. Vâng, vách nứa, vách tre đan lại với nhau đấy. Tre đan lại với nhau như thế này thôi đấy, cũng khác đây. Đây khổ, thật sự là lại để bà một thân một mình nuôi các con, thêm hai đứa cháu mồ côi nữa. Vâng, còn những cái phòng ngủ này thì rất là sơ sài cô bác ạ. Một cái chăn còn không có mà lóp ở dưới và ở trên đây này, những cái màn hỏng hết thì ra chui cái máy qua gần chui vào được đấy cô bác đấy, rất là sơ sài. Đây này, cái màn này đã khâu đi khâu lại bao nhiêu lần rồi đây này. Đúng rồi đấy, cái này này, đây này, cái này còn chui dễ hơn. Vâng đấy, thì anh em chúng cháu thấy thật sự là không phải là cái chê bai gia đình đâu cô bác, nhưng mà chúng cháu là có thấy cái gì là chúng cháu chia sẻ cái đấy đâu. Đúng rồi đấy. Cái nhà này chủ lực là còn vài cây cột, còn lại xung quanh nhà và bên trong nhà thì không còn một cái gì. Đấy. Nói chung là ngày trước là vẫn còn sức khỏe lành lặn thì có tỷ lo toan có được cái căn nhà cái kiên cố cho gia đình ở, nhưng mà hiện tại từ khi đổ bệnh thì miếng ăn còn không đủ. Đúng rồi. Hay là xem xin phép bà xem cái chỗ mềm mém một chút thôi nhỉ. Vâng. Nếu mỏ toàn đi á, ít sửa không mẹ hỏi. Đây. Mềm mén của bà cũng bảo là nhồi ở bên này. Đây cô bác, đây là cái nồi mềm mén mà cả gia đình có 5 thành viên ăn. Cũng như là như bà nói lúc nãy, cũng đi chỉ đi làm thuê đổi bữa cho gia đình ăn thôi. Chứ bà cũng tuổi cao sức yếu, không người ta không giả tiền nữa rồi. Người ta không giả tiền theo ngày. Đấy, chỉ có đây. Mà tiền thì không? Nói chung là với cái tình trạng chung của bà con ở đây thì tiền là... Vâng. Người ta cũng không có tiền để mà cho giả công ấy. Đúng rồi. Nói chung là gọi là lấy cái này đổi cái kia thôi. Đúng rồi. Đấy. Cuộc sống cũng rất là khó khăn, cũng không phải chỉ riêng mình bà. Tuy nhiên là với trường hợp của bà ấy, gia đình lại là gọi là thuộc vào cái dạng nhiều trường hợp đặc biệt khó khăn rồi. Vâng. Ốm đau bệnh tật, vâng. Nuôi các cháu nhỏ không có khả năng lao động. Vâng, đây còn hai thanh niên này thì chưa biết một cái gì luôn. Đói thì hỏi bà, gọi bà. Còn lúc không đói thì cũng chạy tung tan đi chơi. Khi nào đói thì mới về tìm bà ăn thôi. Bây giờ ông thì cũng có nằm một chỗ. Không đi kiếm ăn được cho các cháu, các con nữa rồi. Rất là vất vả cô bác ạ. Thật sự là vất vả luôn. Vâng. Mà. Ngôi nhà của gia đình bà ở đây là ở tận tít trên đồi cao, gọi là cao nhất luôn. Vâng, đấy. Cao nhất luôn rồi, ở trên đỉnh đồi luôn. Cái này là điều kiện đường xá đi lại cũng đặc biệt khó khăn. Ở trong này là không có đường xe vào cô bác ạ. Đó. Là toàn là đi bộ theo cái chỉ dẫn của em Xính. Đấy. Thì cũng rất là mong là cô bác nào xem được thước phim này có đồng cảm với gia đình thì hắn giúp đỡ cho gia đình có cái bữa ăn như mọi gia đình khác, bởi vì em già cũng có thấy là gia đình này cũng đặc biệt gọi là dặn là không có cái gì ăn nữa rồi. Đấy, không nói đến vật nuôi. Đấy, ăn uống không có. Mà một mình bà có tuổi rồi đi nuôi hả 4 đứa ăn không. Thì cũng cái sự mà vất vả của bà dành cho gia đình là cũng không còn bao nhiêu sức để... hỗ trợ cho gia đình nữa cả. Bà là cũng một người là bà cũng đấy. Có tuổi chứ không phải là còn trẻ chung gì. Vâng. Với mình không cần phải hỏi đâu mà quan sát thôi, bà cũng là người có tuổi rồi. Vâng. Đây cái khung cảnh ở phía bên ngoài của gia đình nhà bà đây. Vâng. Đây. Ở phía đằng sau này thì cũng đã dựa lưng vào núi rồi. Vâng. Dốc thẳng tưng luôn đấy ạ. Dốc thẳng đứng luôn. Đúng rồi. Đấy. Đằng sau không còn một cái gì nữa rồi. Đây, gia đình cũng rất là khó khăn với trường hợp của bà là như vậy. Thì hôm nay anh em chúng cháu cũng ra đây để thật sự là cũng được lời giới thiệu của em Xính, cũng là một cậu bé mồ côi, nhưng mà ngoài cái việc biết
biết rằng là mình cũng là một người khó khăn nhưng mà vẫn muốn chia sẻ cái cuộc sống khó khăn của người khác để cho toàn thể mọi người, toàn thể cộng đồng được biết đến cái trường hợp của gia đình ở phía bên trên này. Thì anh em chúng cháu cũng tiện lên trên này chia sẻ với toàn thể của bác là như vậy.